gió tu lạnh thiếu lửa hồng sưởi ấm. Rượu lưng bầu lạnh dần thấm buồn tim. Tình tuyệt vọng biến anh thành hải khâu. Dịp chí quanh hiền muội thật vũ đại ca, đã ba năm rồi nghĩa muội theo vũ ca làm cướp tiền. Và cứ mỗi lần trời đớm trở cuối thu lại vũ ca dương tiền lại dùng khách xiên phù. Ngồi bao giờ với nắng chiều với bầu ru để mơ về một cô gái tên Cát Mộng Thủy Dương. Như trọn đời chỉ có một người để nhớ thương, có những chiều lạnh mùa sương thuyền trôi giạt. Đời một tưởng cướp như ta, tưởng quen chơi kịp sông hai hồ, nhưng ai đâu có ngờ vẫn nguyên liên bóng hình xưa. Nên lần này ta quyết định neo thuyền mãi ở bên Quỳnh Sa, để chờ đợi gì ơi vua ta. Ta chờ đợi cướp sẽ qua, nghĩa là nàng, nàng phải thắt áo dưới khi về làm vợ của tên Tôn Hạ Giang Châu. Nhưng ta quyết định cướp nàng lại cho ta vĩnh viễn. Tất cả hãy tránh đường. Kìa, Kiều Hoa sắp đến, chúng ta hãy chuẩn bị để cướp cô dâu. Tất cả hãy tránh xa để Kiều Hoa phu nhân về Giang Đô thủ phủ. Dừng lại để ta rước Kiều Hoa về Bắc Hải đảo Tuyết Bắc. Và kìa, thành chủ, tên cướp biển, nhà ngươi đừng chú lễ. Đừng nói nhiều, hãy đỡ. Chiến công của một tên đầu đốc bị đánh rơi gươm, cắm cổ chạy dài và không dám quay đầu nhìn lại. Các Mộng Thùy Dưỡng mời nàng bước xuống Kiều Hoa để cho kẻ si tình này được đón tiếp. Ô kìa, Thùy Dưỡng không có tấm kiệu, nàng thổn thốt đâu rồi? Thật dù ta nếp mình như mọn đá này chả lắm, vì ta muốn ở lại thế để chờ đợi một người mà ta đã hẹn trên bến Quỳnh Sa như buổi đầu tiên gặp nhau, làm cho ta trọn đời nhung nhớ. Người ấy đến rồi lại đi như gió núi mây ngàn. Còn tâm tướng cướp Thạch Vũ này đã trót yêu nàng tròn ba năm, tại sao nàng không chờ không đợi mà đợi chờ một kẻ vô danh? Nhưng gã kia hắn có quyền lực gì? Đó là quyền lực của tình yêu. Tùy dân ơi, ta trở thành tên cướp biển hung ăn chém giết, chỉ vì ta đã bị cha nàng cử tuyệt, không cho ta đem tấm lòng yêu tha thiệt để hiến dân. Ta ra đi với niềm cái đắng ngờ ngàn, cha nàng bảo rằng ta là tên rở không có uy quyền, không sự nghiệp ở tương lai.
Từ đó ta ra đi quyết tạo dựng ngày mai, lấy bạo lực để tung hoành trên biển cả. Giờ đây ta có cả một kho tàng vô giá, xin hiến dâng ai để hòa hiệp châu trần. Kìa, tôi ngại chán cháu để dẫn cuốn rầm rộ tới. Tôi không muốn gặp hắn. Quanh mũi, hãy đưa Thùy Dương xuống thuyền. À, tên tướng cướp Thạch Vũ đấy rồi. Tôi ngại chán cháu. Thạch Vũ, ngươi hãy giao trả các mỏng Thùy Dương lại cho ta. Ta có thể tặng cho ngươi nhiều vàng ngọc. Ta có cả một kho tàng, ta có thể tặng cho ngươi, để ngươi đừng hỏi đến người con gái ấy nữa. Thôi hãy câm đi, tên cướp biển hung hăng khờ dại. Đừng đùa giỡn với hiểm nguy, không biết sống chết là chi. À, có lẽ ngươi tưởng đây là đất của Dương tộc, cho nên ngươi tự phụ kiêu căng, do nạt cả thế nhân. Quân ta lớp lớp hàng hàng, thuyền ta đậu kinh bến Quỳnh xa, và ta đây sẵn sàng chờ đợi ít đường gươm. Hãy quay mặt về đại dương, để ta từ trời cao biển rộng. Ta có sợ gì đâu, ngươi đừng quảng cáo thêm lâu. Khoan, đừng chạm giết nhau chi cho tội ác chất chồng, oán thù không dứt được. Ô kìa, áo vũ cơ hàng, người bản nghèo láng bạc. Áo vũ cơ hàng, cái tên gì mà nghe nghèo nàn quá vậy, hả tên kia? Dạ tôi nghèo từ thổi sơ sinh cho đến bây giờ thì... Thì sao? Thì nghèo hơn lúc nhỏ. Đã bao lần tôi giữ ở lại triều ca mà anh cứ khăng khăng từ chối. Thôi, dẹp chuyện bạn bè cốt cụ lại đi, hãy giải quyết chuyện của ta trước đã. Dạ, cổ nhân đã dạy, tứ hải giai huynh đệ, xin hai người hãy bắt tay hòa thuận, chớ đừng có giận hờn chi nhau cho đau tình nghĩa. Hãy sống thật hiền hòa cho tình thương vẹn vẹn. Ta chẳng có tình thương nên ta mới đi làm ăn cướp, đừng đem chuyện quan đường để khuyên thế này thế khác. Xin áo vũ đừng bận tâm, hãy tránh khỏi nơi này, vì tên cướp biển hung tàn nó không dùng thứ ai đâu. Chuyện đó sẽ tính sao? Giờ đây xin hai người nên nghe lời, đừng tính chuyện hơn thua. Đánh đi! Đó là cái khôn cuối cùng của một tên gàn bướng. Nhưng tôi ở lại đây, đó là cái dạy của những kẻ cầm gươm. Vậy là người muốn chết. Kìa, sao ông lại muốn giết tôi? Không ngờ nhà ngươi cũng là một tay gươm quán tuyệt. Quân sĩ, trói tên cướp đó lại. Giang Châu, tôi xin anh đừng. Tôi phải làm như vậy để buộc hắn giao trả vị hôn thê của tôi đã bị hắn bắt đem đi rồi. Khoan, hôn thê của ông vẫn còn đây và tôi muốn đổi giao. Dịp đi quanh em đừng hành động ngông cuồng, anh thà chết chớ quyết không trao đổi, vì để mắt nàng thì đời anh có nghĩa gì. Nè anh đừng ra buồn si, nè ông hãy truyền hạ Thạch Vũ ra đi. Nhưng hôn thê của ta nàng hiện ở đâu, ta có thể nào tin lời của nàng không? Từ xưa nay tôi chẳng nói hai lời, được ta bằng lòng điều kiện đổi trao. Đưa nàng đó lên đây, mở trói cho tên cướp biển đó. Hôn thê của ông đó, mời vũ ca bước xuống thuyền.